bắt cái gì? Đây này. Gèo này hơi khó chịu đấy. Ông mà quả đi bẹ. Đéo nó rất tổ. Đây em rót cho ông rót miệng ra đây tôi. Gèo này. Nó mày cắn chung cho sao nào? Bây giờ nha, có lấy ít. Bây giờ nha nhá. Cậu bé này bạn à. Đâu nhỉ, cho một chén rượu nữa nhỉ. Bây giờ mới về cái chén này. Bộ xin lắm. Bằng thì mỗi thằng quả chung bẹp bẹp, nếu không cắn được là phải uống hết hai chén nhá. Rồi. Em sao luôn. Ông cu luôn. À bây giờ ông cắn trước đi đã. Cắn cắn nhớ là ông cu luôn ngay ở cu luôn ngay cơ. À cắn này. Yếu cu luôn ngay. Chuyên đi ba thì cu luôn gần cu luôn ngay. À thôi ông cùng cắn nhá. Chăm ta là. À không gì. À không gì. Đấy là thua một kèo nha, từ từ đã. Ông uống hết chén rượu đã. Uống hết. Ông à, cả quay được. Uống hết đi, uống hết. Uống đi đã. Say lắm rồi. À, bây giờ bỏ quả chung này ra. Đấy ông cầm quả này. Người ta phải cầm núm này thì mới ăn được chứ cầm. Bây giờ như này nhá. Nhìn đây này. Chân rất chụp cái kiểu. Thằng nào thua là thằng ấy phải uống nhá. Nhìn ta cắn này, cắn răng cửa nhá. Ông Tuấn ra cửa. Dạ lần này phải đi theo ăn thông rồi. À, ăn thông rồi. Đến đâu? Dạ tôi khó. À. Đố các bạn. Dạ ông Tuấn rất chú với ông công xoay ca này chứ. Đâu? Hết theo công lọ bây giờ lại đi công kia. Nhiều công. Rồi rồi, để tôi ông uống chén nữa. À không. Ông uống rượu, cái rượu của ông đây. Đây mà. Rồi, không uống rồi. Rồi nhá. Say rồi. Rồi rồi, làm nhá. Mang thịt. Những thằng khác lại tán em. Anh uống nửa cốc bia không? Chính là hai chị em bà phải ra phải đu với thằng chuẩn luôn. Đây của ông. Tí nữa mẹ đang ăn. Đây này.